giới thiệu cây bưởi này đây nhá. Cây bưởi rất nhiều quả, sai quả luôn. Cây bưởi này có tuổi đời là 50 năm. Đó. Đây mình tiến hành cắt để ghép giống bưởi mới. Đẹp không? À. À. Gốc rất là to nha. Có cá lóc rồi nam, có cá lóc à? Để cưa con này xem nào. Anh để cái thang ngang trên ghế này là nó rơi nó sợ à, không anh ạ, cái cành à? Vâng, cắt mấy cành chính này đấy để cho nó nuôi thân những cành to, cố gắng hạ để nó hạ từ từ nhá. Quay cái cành này đi, quay cái cành này. Con đừng tránh cái máy quay kia ra, máy quay kia đang quay đấy. Ôi. Đi ra. Anh cứ đứng kia vào trong nhà đi. Mày không nhỉ? Không, ngay chân anh thôi. Đây à? Đúng không? Vâng. Nhưng mà anh thế thì anh cho mẹ em phát ở ngoài đi. Không cần sợ được vỡ. Vâng. Không vỡ được, cắt dưới chứ không bao giờ vỡ. Thì tóm vâng, thì tóm lại cắt làm sao để vết cắt nó mịn. Ở đấy chỉ ở từng cành nhỏ một thì dễ. Bưởi đang rất nhiều quả, cắt bỏ nhá. Này. Quả rất nhiều luôn. Anh ơi, anh ơi. Củ từ từ đã, khả năng. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Thôi cứ phang xong rồi cắt bằng ở cái chỗ của gối của anh ấy. Đây nhá. Vâng. Tôi cắt luôn chỗ này.
Đứng đứng đây nhé, đứng đây. Đứng đây cứ giơ quay vào cái bưởi. Anh ơi, cứ xuống bêu em cứ như này ra, cái này nó nhẹ mà. Trước thì
thân như này nó to như này mà bão nó vật thì sát. Rồi. Theo chị Nhung vừa, theo chị Nhung vừa thử rồi, khả năng chị Nhung về trước. Đấy đây nhá. Quả. Nói vừa nói để kiểu quay mặt đi. Rất sai nhá. Quả rất sai, nhưng mà phải cắt bỏ. Làm. Đi đâu? Hay là lấy mẹ dao chặt trước thì sao này? Dao chặt trước thì không xuôi sau. Thì nó chuẩn. Đẹp rồi. Em mình nghe